Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2021 của thành phố Hà Nội. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng các đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội. 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố Hà Nội đạt 5,91%, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2020. 6 tháng cuối năm 2021, thành phố Hà Nội dự báo và xây dựng hai kịch bản tăng trưởng. Kịch bản 1, tăng trưởng quý 3 đạt 8,95%, quý 4 đạt 9,12%, dự báo cả năm đạt 7,5%. Kịch bản 2, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, quý 3 mới kiểm soát được dịch, các ngành dịch vụ vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, phục hồi chậm. GRDP của cả năm 2021 dự kiến đạt từ 6,5 đến 7%. Để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 và tạo tiền đề thực hiện các nhiệm vụ cho giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội có 9 kiến nghị đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành. Trong đó đáng chú ý, thành phố Hà Nội kiến nghị Thủ tướng và các bộ ngành ủng hộ Hà Nội và đề nghị Bộ Chính trị tiếp tục ban hành nghị quyết về phương hướng phát triển thủ đô giai đoạn 2021-2030. Thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng xem xét ủng hộ thành phố để trình Quốc hội cho phép tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố lên mức 42%. Về lĩnh vực quy hoạch, thành phố đang nghiên cứu phát triển cấu trúc thành phố theo hướng phát triển Bắc Sông Hồng và cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ba huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Đồng thời đề xuất Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Hà Nội khảo sát lựa chọn vị trí địa điểm thích hợp để bố trí cảng hàng không thứ hai tại phía nam thủ đô Hà Nội, phục vụ thủ đô và vùng thủ đô. Về mục tiêu phát triển trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 đề ra. Từ các mục tiêu này, để xây dựng tư tưởng quan điểm chỉ đạo, xây dựng các biện pháp sát với thực tế, khả thi và hiệu quả. Trong đó phát triển văn hóa phải đi đôi với phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Về công tác phòng chống dịch, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phải quyết liệt, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm hơn. Bên cạnh đó cần chuẩn bị kịch bản cao hơn bình thường. Trong thời điểm này, ưu tiên số 1 là quyết tâm bảo vệ thủ đô không để xảy ra diễn biến xấu, đồng thời đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân là trên hết, trước hết. Huy động cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, người dân và doanh nghiệp để phòng chống dịch.